Xóm 2, xóm kết nối, nơi tri thức được sẻ chia. Xóm kết nối, một cộng đồng nhỏ nhưng đầy nhiệt huyết, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đội ngũ của chúng tôi gồm 7 thành viên đến từ những ngành nghề khác nhau: thủ thư, giáo viên, công nhân, người kinh doanh tự do và cả một nhân viên y tế. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều chung một niềm đam mê cháy bỏng: văn hóa đọc. Với slogan kết tri thức nối tương lai, xóm kết nối mong muốn tạo ra một không gian ấm cúng, nơi mọi người có thể cùng nhau chia sẻ niềm yêu thích đọc sách, trao đổi những cuốn sách hay và những câu chuyện thú vị. Đội ngũ của chúng tôi: hai cô thủ thư Trần Duyên và Thu Thành, với kinh nghiệm làm việc trong thư viện, các bạn ấy luôn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp chúng tôi tìm kiếm những cuốn sách hay và hữu ích. Cô Nguyễn Hoa, giáo viên tiểu học, với sự nhiệt huyết và tình yêu trẻ thơ, cô ấy luôn tìm cách đưa sách đến gần với các em nhỏ hơn. Một giáo viên tiếng Anh, cô Thiên Trang, với vốn từ vựng phong phú và khả năng giao tiếp tốt, bạn ấy giúp chúng tôi kết nối với cộng đồng quốc tế thông qua sách. Quốc Bảo, một công nhân với đôi bàn tay khéo léo, bạn ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ trong việc thiết kế và trang trí không gian đọc sách. Thu Huyền, kinh doanh tự do, với tư duy sáng tạo và năng động, bạn ấy luôn tìm những ý tưởng mới để phát triển xóm sách. Với kiến thức chuyên môn về sức khỏe, nhân viên y tế Đào Hàng của chúng tôi sẽ tổ chức các buổi nói chuyện về sức khỏe liên quan đến việc đọc sách. Chúng tôi tin rằng sự đoàn kết và tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để thành công. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt sự đoàn kết lên hàng đầu. Chúng tôi cũng tin rằng thái độ tích cực sẽ giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và thử thách. Dạ, xin chào. Tôi tên là Đinh Quốc Bảo, năm nay 46 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại Bắc Ninh, nghề nghiệp là công nhân. Tôi sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Đến với hành trình này, tôi mong muốn là được đào luyện, có kiến thức để lan tỏa văn hóa đọc và quay về quê hương, vừa đồng hành cùng với bạn bè tôi là thầy cô giáo để xây dựng các cái thư viện, không gian đọc và lan tỏa các cái văn hóa đọc đến các em học sinh tại quê hương. Tôi mong muốn ở tại chương trình này, tôi có thể lĩnh hội được kiến thức để thực hiện được ý nguyện của mình. Sẽ mong mọi người nâng đỡ. Xin cảm ơn cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Thu Huyền, sinh năm 1989, hiện tại em ở Hà Nội. Em có một chồng và ba con. Công việc hiện tại đó là kinh doanh buôn bán. Trước đây em cũng đã từng tham gia một số khóa học và hành trình tại BKE, đó là khóa học Tránh Kiến 1, Tránh Kiến 2, Tránh Kiến 3H, khóa học Dạy Con Ba Gốc, hành trình kiến tạo văn hóa đọc K8, em có phụng sự hành trình kiến tạo văn hóa đọc K9, học đào luyện ban phụng sự Ba Gốc K4 và học hành trình văn hóa đọc vùng cao biên giới hải đảo năm 2023. Đến với hành trình văn hóa đọc vùng cao năm 2024, em cũng mong muốn có thể đào luyện bản thân mình sâu hơn, cũng như là lan tỏa văn hóa đọc đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các giáo viên và học sinh ở vùng cao. Slogan của em đó là rèn mình trước khi rèn người, và em cũng mong muốn tất cả mọi người sẽ hỗ trợ và giúp đỡ em để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.